Dùng nệm lò xo mà không biết bốn điều tối kỵ này. Vậy thì trong video ngày hôm nay, Thế Giới Nệm.com sẽ bật mí cho anh chị. Điều 1, không nhúng nhảy hoặc kéo lê nệm với cường độ mạnh, dễ gây biến dạng khung lò xo bên trong nệm. Điều 2, không đặt vật nặng lên nệm trong thời gian dài vì sẽ gây trũng lún bề mặt nệm. Điều 3, không ăn uống trên nệm, vùng thức ăn hay giọt chất lỏng sẽ làm bẩn nệm của bạn đấy. Điều 4, không phơi nệm dưới ánh nắng trực tiếp và không ngâm giặt nệm với nước. Hy vọng anh chị thích những thông tin mà chị Di vừa chia sẻ. Mọi người đừng quên like video và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh chị đã xem hết video ngày hôm nay và chào tạm biệt.